Mừng các bạn trở lại với kênh của Highwin, để chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn những bộ cabin tắm hot hit nhất trên thị trường. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một anh chàng vô cùng manly mang tên Uranus. Cảm giác đầu tiên khi chúng ta nhìn bộ vách tắm kính Uranus này chính là một cảm giác chắc chắn và khỏe khoắn. Cảm giác này có được là chính là bởi những phụ kiện như bản lề hoặc kẹp kính rất dày dặn và cứng cáp. Một chiếc bản lề tốt cần đảm bảo nó có thể chịu tải trọng của một tấm cánh cửa, không bị xệ cánh và không bị đứt gãy. Hiện nay trên thị trường thì đã xuất hiện những loại bản lề làm bằng công nghệ gia công là hàn. Tuy nhiên đối với những bản lề hàn này thì khi chúng ta sử dụng một thời gian thì nguy cơ đứt gãy bản lề là rất cao, gây mất an toàn cho người sử dụng. Ở Highwin chúng tôi chỉ làm bản lề 100% bằng công nghệ đúc nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Về cơ bản thì phụ kiện của bộ Uranus cũng giống như phụ kiện của các bộ cửa mở quay thông thường, sẽ gồm bản lề, kẹp kính, bộ giằng kính, tay nắm và những gioăng chắn nước. Tuy nhiên, bộ phụ kiện Uranus của chúng tôi sẽ có khác biệt hơn một chút, đấy là những phụ kiện của chúng tôi sẽ được thiết kế to hơn và tinh tế hơn. Riêng đối với bộ giằng kính của Uranus thì chúng tôi sử dụng thanh inox 25x30 kết hợp với con sọ đúc và hai bát tường hai bên, tạo nên một cảm giác cực kỳ khỏe khoắn và chắc chắn. Và khi chúng ta thao tác đóng mở cửa thì bộ giằng kính sẽ không bị rung. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn giải pháp gioăng của bộ Uranus này nhé. Ở đây hai vi chúng tôi có giải pháp gioăng chắn nước lắp sau bản lề. Các bạn có thể nhìn thấy gioăng liền mạch, đảm bảo nước sẽ không bị bắn ra ngoài ở mọi góc độ. Bởi vì phụ kiện đang lắp lên là phụ kiện mặt gương, vì vậy gioăng tường ở đây chúng tôi sẽ sử dụng giải từ trắng. Tuy nhiên đối với những phụ kiện mạ màu khác của Uranus, ví dụ như mạ màu vàng hoặc mạ màu vàng hồng, thì chúng tôi sẽ có những giải pháp gioăng từ màu tương thích. Đây là bộ phụ kiện Uranus kết cấu 180 độ. Ngoài kết cấu 180 độ này thì chúng tôi còn có những kết cấu ví dụ như 135 độ, 90 độ kính tường. Hoặc nếu như các bạn có nhu cầu về một bộ kết cấu đặc biệt hơn, hãy liên hệ ngay với Highwin để được chúng tôi tư vấn nhé. Ngoài xử lý mặt gương như thế này thì Highwin còn có rất nhiều các giải pháp về màu sắc cho các bạn lựa chọn nữa. Ví dụ như mạ vàng, mạ màu đen mờ, mạ màu đen bóng, mạ màu vàng hồng và mạ màu vàng đồng. Về tổng thể có thể nhận xét bộ Uranus là một bộ với kết cấu tương đối là cổ điển và phụ kiện cũng hết sức là cơ bản. Nhưng Highwin chúng tôi đã đẩy bộ phụ kiện Uranus này lên một dạng tinh tế hơn, cao cấp hơn. Nếu không gian nhà vệ sinh của các bạn đang theo hơi hướng là đơn giản, truyền thống thì bộ phụ kiện Uranus chính là một lựa chọn vô cùng phù hợp. Đừng ngại nếu bạn có những thắc mắc về bộ Uranus này nhé. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi hoặc là để lại comment ngay dưới video này. Được tư vấn cho các bạn chính là niềm vui của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!